Vì sao con khóc? Dì bắt con phải nhặt tóc cho ra tóc, gạo ra gạo. Con muốn đi chơi với hoàng tử, con muốn đi chơi với hoàng tử. Đang còn Covid thì chơi bời gì, ta cũng bó tay. Yên tâm, chỉ cần chấp hành hai điều này ra ngoài cả ngày không sợ Covid. Một là nghiêm chỉnh thực hiện 5K, hai là xuất trình mã QR khi đến nơi công cộng. Mã QR có trên ứng dụng PC Covid, căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế. Chỉ cần dùng điện thoại quét vèo cái là xong. Cơ sở kinh doanh, sản xuất và các nơi công cộng chỉ được phép hoạt động khi nghiêm chỉnh thực hiện việc quét QR. Quét mã QR, bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng.